Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Quê hương Việt Nam tôi yêu. Long An là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam, là tỉnh duy nhất của miền Tây nối liền cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh lỵ của Long An là thành phố Tân An, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 45 km theo đường quốc lộ 1A. Long An là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhất là có chung đường ranh giới với thành phố Hồ Chí Minh bằng hệ thống các quốc lộ 1A50-62, N1, N2, tỉnh được xem là thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Dù được xếp vào vùng đồng bằng sông Cửu Long nhưng Long An nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, có vị trí địa lý. Phía Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vây Rien, Campuchia, phía Nam và Tây Nam giáp tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp, phía Đông và Đông Bắc giáp thành phố Hồ Chí Minh, phía Tây giáp tỉnh Bờ Rai Ven, Campuchia long an nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm do tiếp giáp giữa hai vùng đông nam bộ và tây nam bộ cho nên vừa mang các đặc tính đặc trưng cho vùng đồng bằng sông cửu long lại vừa mang những đặc tính riêng biệt của vùng miền đông tỉnh long an nằm trong vùng đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đảo có nền nhiệt ẩm phong phú ánh nắng dồi dào thời gian bước xạ dài nhiệt độ và tổng tích ôn cao biên độ nhiệt ngày đêm giữa các tháng trong năm thấp ôn hòa những khác biệt nổi bật về thời tiết khí hậu như trên có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội và sản xuất nông nghiệp tỉnh long an thuộc khu vực đồng bằng sông cửu long phía đông giáp với thành phố hồ chí minh và tỉnh tây ninh phía bắc giáp với tỉnh vây vương quốc campuchia phía tây giáp với tỉnh đồng tháp và phía nam giáp với tỉnh tiền giang sở hữu vị trí địa lý khá đặc biệt bên cạnh đó còn thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam long an được xác định là vùng kinh tế động lực có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế việt nam Trước năm 1975 tỉnh Long An, không bao gồm các huyện thị thuộc vùng Đồng Tháp 10 ngày nay thuộc vùng Đông Nam Bộ. Hiện nay dù được xếp vào vùng đồng bằng sông Cửu Long nhưng Long An là phần đất chuyển tiếp giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, nên địa hình có xu hướng thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam phía Bắc và Đông Bắc tỉnh có một số gò đồi thấp. Giữa tỉnh là vùng đồng bằng và phía Tây Nam tỉnh là vùng trũng đồng tháp 10, trong đó có khu rừng tràm ngập phèn rộng 46.300 hectare. Tỉnh có 6 nhóm đất chính nhưng phần lớn là dạng phù sa bồi lắng lẫn nhiều tạp chất hữu cơ, cấu tạo bở rời, tính chất cơ lý kém, nhiều vùng bị chu phèn và tích tụ độc tố. Địa hình Long An bị chia cắt nhiều bởi hệ thống sông và kênh rạch chằng chịt với tổng chiều dài lên tới 8.912 km, sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây hợp thành sông Vàm Cỏ, kênh Dương Văn Dương, trong đó lớn nhất là sông Vàm Cỏ Đông. Nổi tiếng với nhiều sản phẩm nông nghiệp như gạo tài nguyên, gạo nàng thơm chợ đào, trụ đế gò đen, dưa hấu long trì, dưa bến nước, đậu phộng đức hòa, mía thủ thừa, thanh long châu thành. Đặc biệt, lúa gạo chất lượng cao là sản phẩm nông nghiệp chủ lực phục vụ xuất khẩu. Công nghiệp đạt khoảng 50% giá trị trong nền kinh tế tỉnh, được biết đến với những sản phẩm như dệt may, thực phẩm chế biến, xây dựng. Trong bản xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2018, tỉnh Long An xếp ở vị trí thứ hai trong 13 tỉnh miền Tây và thứ ba cả nước. Long An còn có các lễ hội như lễ kỳ yên, lễ cầu mưa lễ tống phong với nhiều trò chơi dân gian như đua thuyền, kéo co, đánh vật, có khả năng thu hút được nhiều khách du lịch. Các nghề thủ công truyền thống của tỉnh như nghề chạm gỗ, cần đước, bến lứt, nghề kim hoàng, phước vân, nghề đóng ghe, cần đước, nghề làm trống, tần trụ. Các lễ hội là một phần trong văn hóa và đời sống xã hội của Long An như kỳ yên lễ hội cầu mưa và tòng phóng. Du khách sẽ hết sức thú vị với mô hình du lịch sinh thái Đồng Tháp 10, nghe đờn ca tài tử cải lương một loại hình dân ca đặc sắc của nam bộ mà long an là chiếc nôi của dòng dân ca này cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại quý vị với những chương trình tiếp theo